năm xưa em tìm anh tới một con đò, em gửi miếng trầu thương nhớ để mùa sau anh nhớ lại sang chầu em đi. Năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sáng tìm miếng trầu anh nhận năm ấy để hôm nay anh đến tìm em. Hội làng đâu vui là thế mà sao em vẫn đứng một oh.
nằm chờ nay ố ai ơi, chứ tôi còn bao tháng đi đợi chờ nay nằm chờ. Hãy subscribe.
mặt ấy mấy chi xong mà nhau chi. Tận tiên cung anh băng em ấy với
hãy là gió ư đồng hoa
hai người không về hội, em hát mắt trao ngóng tìm, mời chầu miếng câu tách hạt, em buồn chắc gì người tin. 13 anh về già, mưa răng ướt lạnh tóc dày, hội đông tìm người không thấy, chỉ nghe câu hát đắm say. Người ru qua cầu cởi áo, yêu nhau tha dài yếm bay. Sang năm anh về với hội, tìm ai ai nhớ thương ai. Người ru qua cầu cởi áo, yêu nhau tha dài yếm bay. Sang năm anh về với hội, tìm ai để nhớ thương ngày mà, tìm ai đòi nhớ thương. Không về hội, em hát mắt trao ngóng tìm, mời chầu miếng câu tách hạt, em buồn chắc gì người tin. 13 anh về dạ hội, mưa răng ướt lạnh tóc dày, hội đông tìm người không thấy, chỉ nghe câu hát đắm say. Người ru qua cầu cởi áo, yêu nhau tha dài yếm bay. Sang năm anh về với hội, tìm ai ai nhớ thương ai. Người ru qua cầu cởi áo, tha dài yếm bay. Sang năm anh về với hội, tìm ai để nhớ thương này mà, tìm ai đòi nhớ thương này, tìm ai để nhớ thương này mà, tìm ai đòi nhớ thương. Không về hội, em hát mắt trao ngóng tìm, mời chầu miếng câu tách hạt, em buồn chắc gì người tin. 13 anh về dạ hội, mưa răng ướt lạnh tóc dày, hội đông tìm người không thấy, chỉ nghe câu hát đắm say. Người ru qua cầu cởi áo, yêu nhau tha dài yếm bay. Sang năm anh về với hội.
Chẳng đi nữa đi ơi, này có mấy màu
Không phải dễ dàng gì Khánh Hạ được cái tên dịu dàng trìu mến chị ba quan họ. Đấy là một chặng đường hơn 20 năm chị đã cùng các bạn trong đoàn quan họ ngược xuôi đất nước đi phục vụ nhân dân.